Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công tổ chức các đoàn tới thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đoàn lãnh đạo do đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công đã tới thăm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 210, Trường Quân sự Quân khu 1 và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công và đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sông Công. Đoàn do đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Sư đoàn 32, Trung đoàn 209 và Lữ đoàn 382. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Mai Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại các đơn vị đến thăm thay mặt đoàn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi lời chúc mừng nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân đến cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 79 năm qua, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lực lượng chính quy toàn diện, tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp tốt với thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Sông Công, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, tình hình công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ, qua đó động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, ra sức giữ gìn và xây đắp mối quan hệ gắn bó quân dân, phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cảm ơn sự quan tâm của thành phố trong những năm qua, lãnh đạo các đơn vị hứa sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao phó trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng với cấp ủy chính quyền, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh.